8, và đó chính là của khu vực An Giang, tàu của An Giang di chuyển qua đây. Dạ đúng rồi, cứ nhìn cái hai chữ đầu đó, hai chữ cái đầu đó chính là viết tắt của tên tỉnh thành đó. Ở đây thì họ trao đổi rất là nhiều, nhưng mà đặt nhau nhà mình lưu ý giúp bạn không? Là ở đây người dân người ta kiêng số 4 lắm. Là người ta quyết định kiêng số 4. Sắn nên là quay mì đó. Treo sắn bán sắn. Bán sắn đúng rồi. Đây thế nào? Ý nào? Quay tay đấy, nó treo nhiều bán đồ thứ kìa. Treo gì mà đó đấy. Dạ số 4 kiêng lắm ạ. Ví dụ mình có mua cái mua hàng của người ta ấy, thì nhà mình cũng đừng lấy nào 4 trái nè, 4 ký nè, 400 gram nè. Đó. Ví dụ người ta tính cho mình là gần như chẳng ai tính cho mình là 400 gram 1 ký đâu. Dạ, người ta tính hơn, người ta không có tính số 4. Và người ta cực kỳ, người ta kiêng đây rồi. Người ta cực kỳ, người ta kiêng là mình trả giá. Nhưng mình không mua, kiêng lắm. Bây giờ thì chủ yếu là khách du lịch thôi, còn là những cái hoạt động mà mình thấy trên nhiều nhất, và người ta bảo là cho đổi tốc độ từ đêm từ sáng đấy ạ. Là cái hình ảnh mà người ta vận động bán mão ở đây chính là bán tỉnh đấy ạ, do các tàu lớn đấy ạ, họ di chuyển từ các tỉnh thành tới, và các tàu nhỏ bắt đầu cọc cào và xa những cái loại mặt hàng, các bạn thấy có là bán mão hay là bán tỉnh đấy ạ. Còn bây giờ hoạt động bán lẻ thì gần như là không có còn nữa, có lẽ chúng ta chủ yếu là cho người khác thôi, cho những người thôi. Dạ cô chú anh chị ạ, trong các tàu chúng ta tàu cuối tàu thì mình có thể mình mua mình thưởng thức, mình ăn ở trên tàu lên cạnh trên đây luôn, thì mình cảm được cái văn hóa cũng như cuộc sống của người dân này và di chuyển nha. Anh gì? Con? Cà phê à? Cà phê. Cà phê. Cà phê. Chúng ta có thể, chúng ta có thể được uống á. Cảm nhận được. Nam ơi, con ăn cái gì? Cuộc sống của người dân ở trên tàu như thế nào? Hai ông cà phê đá sữa đông lạnh nóng mới cho với cháu ơi. Lạnh lắm. Sữa đồ lạnh. Quay lại nhìn bạn nào, cả nhà ơi quay lại nhìn em nè, cả cái ly cà phê cũng như tất cả các loại nước mà người dân đây người ta bán, đá không phải là đá viết, đá là đá màu, là đá đá xoay nhuyễn này, kể cả cà phê, kể cả nước ngọt, nước bất cứ một cái gì đá ở đây đều là đá xoay nhuyễn hết. Đó là điều khác biệt giữa miền Tây nè, Việt Nam này, hay là các tỉnh thành ở miền khác như Việt Nam chúng ta, đá họ luôn luôn dùng đá màu. Đó, đặc biệt đó sẽ các quán mà ven đường này, quán cóc này, quán nhỏ này, khi có cà phê lớn thì điều đó sẽ ít xảy ra hơn, nhưng mà truyền thống và cái thói quen của người miền Tây đó chính là cứ để cái chiếc cái vào này, cái nhỏ như thế này là được trong họ tiện mà họ tiện giữ cái sinh hoạt của mình đó. Uống lúc nào cũng vậy nè hả, uống lúc nào cũng cao 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 cao. Lên luôn chưa?
rồi cả nhà biết nào, mình tội vào cái tàu này ra, sau đó là mình di chuyển lên cái đèo phía bên phải của chúng ta đây, bên đó tham quan xem có các loại sản phẩm gì để trên cái trung tâm này. Và khi mình di chuyển lên cái đèo này mình tham quan xong, mình mua được cái gì chúng ta mình làm quà xong, thì sau đó mình sẽ quay trở lại cái thuyền của chúng ta cả nhà mình ha, quay trở lại mình tiếp tục mình sẽ đi tham quan thêm. Đó chính là một trong cái dọc cái khu vực người dân sống ven bờ nè, rồi cái khu vực kinh doanh sản xuất hủ tiếu truyền thống khu của người miền Cần Thơ đấy nữa nè. Đó thì mình sẽ có hai điểm chúng ta mình đi, một là cái chỗ này mình dừng chân, hai là một cái điểm nữa đó chính là cái khu vực hủ tiếu khô cả nhà mình nhá. Và bây giờ mình cứ cởi áo phao mình để ở vị trí của mình, sau đó mang xin mời cả nhà chúng ta mình di chuyển đến cái bè này ạ. Hey, hey, hey.